con bị gì đánh hoài à. Con sợ lắm, con bị gì đánh hoài à. Ơi, gì mà chị? Nếu ba con biết là ba con sẽ là gì? Thôi cái gì? Nói gì? Mày hù tao hả? Xin lỗi mày à. Cái mặt mày á, thấy ghét y như con mẹ mày vậy á. Mẹ mày tao đuổi được thì mày tao cũng đuổi được. Đi đi! Khốn nạn. Tôi không ngờ cô là người độc ác như vậy đó. Đã mê bài bạc, còn đánh con tôi nữa. Cút. Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Con đi đâu ở ngoài một mình vậy? Mà chân tay bầm dập hết trơn à? Ba má con đâu? Chú phải ở đây tới khi ba con về nha. Sao? Sao chú phải ở đây, có chuyện gì hả? Con cứ nói đi, chú không phải là người xấu đâu. Con bị gì đánh hoài à? Con sợ lắm, con bị gì đánh hoài à? Sao gì lại đánh con? Con làm gì sai hả? Không, từ ngày dì về ở với ba con là dì đánh con hoài à. Con không có làm gì sai hết á. Con không có làm gì sai hết á. Thôi thôi thôi, được rồi. Với lại dì còn đánh con à. Dì còn đuổi con ra khỏi nhà nữa. Thôi được rồi, con yên tâm đi. Chú sẽ ở lại giúp con. Chú hứa chú phải ở đây tới khi ba con về hết nha. Ba con tới, hôm nay ba con đi công tác, ba con sẽ về. Chú nhất định phải ở đây hết nha. Rồi, con được khóc nữa. Chú sẽ ở đây đợi ba con về. Chú hứa rồi nha, chú hứa. Ừ, chú hứa. Cậu là ai? Sao ở trong nhà của tôi? Ba giờ rồi hả ba? Ba về. Anh đừng có hiểu lầm, tôi đi giao hàng gần đây thôi. Thấy em bé té ngã từ nãy về á. Con có sao không? Dạ không ba ơi. Những cái vết bầm này là sao? Có phải là... Không phải chỗ đó đâu ba, không phải. Mấy cái vết bầm này á, anh muốn biết thì anh phải hỏi vợ của anh á. Con bé ở nhà thường xuyên bị vợ anh đánh đập. Anh nói cái gì? Tôi đi công tác, người vợ tôi đánh con tôi hả? Anh! Ủa, anh sao anh nói tới cuối tháng anh mới về? Trời ơi con có sao không? Nãy giờ con đi đâu mà mẹ đi tìm con không có được vậy? Con nó đi ra ngoài bị té. Cậu này đưa về giùm nè. Em giữ con kiểu gì? Em xin lỗi. Chắc tại vì hồi nãy á, em có nói với nó vài lời, xong rồi con bé giận con mới bỏ đi. Nãy giờ em cũng đi kiếm nó nè. Nói vài lời thôi hả chị? Nói vài lời mà tay nhỏ bầm dập như vậy. Nè, cậu nói vậy là có ý gì hả? Cậu là ai? Đừng có xen vô chuyện nhà tôi nha. Em nói đi. Tại sao trên người con lại có những vết bầm đó? Con chỉ ở nhà với em. Anh nói gì vậy? Thì nhiều khi nó chạy giỡn với lại mấy đứa trong xóm rồi nó té nó bầm. Sao anh hỏi em vậy? Em đừng có nói dối nữa. Con nó nói hết rồi. Em hay la mắng nó và đánh đập nó. Nhi! Con nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy hả? Đúng. Hồi nãy em có đánh nó vài cái. Nhưng mà tại vì nó lấy sợi dây chuyền của em. Bây giờ nó nhỏ mà nó đang cấp rồi thì em phải dạy dỗ nó chứ. Chứ để lớn rồi con nó hư thì sao? Chị! Kể cả một đứa nhỏ như vậy mà chị cũng đổ lỗi cho nó được hả? Đổ lỗi gì? Hả? Cậu biết cái gì mà nói? Tôi biết rõ là anh khác. Anh là ai? Anh ta là đồng nghiệp của tôi. Ha, đồng nghiệp? Đồng nghiệp hay là đồng bọn? Hai người vô nhà tôi có ý đồ gì? Tụi tôi tới đây để làm sáng tỏ mọi chuyện. Với lại dạy mặt chị.
đi. Hả? Nhìn cái mặt khó ưa rồi, đi đi. Con đừng có làm gì gì nè đâu. Cái gì không làm gì nữa? Cởi áo đi, cởi áo đi. Hả? Đi nha, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, mày chưa? Mày đi nha. Nói gì? Mày hù tao hả? Xin lỗi mày à. Cái mặt mày á, thấy ghét ý như con mẹ mày vậy á. Mẹ mày tao đuổi được thì mày tao cũng đuổi được. Đi đi! Ơi, cái gì mà chị? Ui, già không bỏ mày nhỏ cũng tha đâu chị. Con à, tao đi làm gì đây? Ôi, ngày là mấy ta? Biết cho con nhờ. Như con, không nhận phải con ruột có khác mà chị. Rồi, tới làm gì đây? Nay ngày nhiêu ta? Mà chị hỏi tôi con nghi ngô quá. Tôi biết. Nhưng mà bây giờ chồng tôi đi công tác rồi. Tiền năm tôi trả cho mấy người. Ôi, chị nói gì vậy? Ngày nào chị cũng qua cái sới bạc của tôi cầu thần tài á. Chị qua đều dắt chanh vậy, chị bắt tôi đợi để sao chị? Mà qua cầu đó rồi có cầu được đâu. Lúc nào cũng thua. Phải để cho tôi từ từ chứ bây giờ lấy đâu ra mà trả. Trời ơi, chị nói chuyện vậy sao được chị? Có gì thế chấp cũng được mà. Ừ. Làm cái gì có gì để thế chấp. Ê, cái đó được vậy. Nè, không có được nha. Cái này là của chồng tôi tặng, không được đâu. Bây giờ chị đưa đi, có tiền trả là tôi trả lại cho chị. Chị không đưa tôi thì tôi dọn đồ ở đây tôi ở tạm vài ngày, nào chị đưa tôi về. Nè. Nè đi. Giữ cẩn thận nha. Trời ơi, tôi biết mà. Cái này tôi cũng thích mà. Chị có tiền thì tôi trả nó cho chị. Phải chị đi sớm đi. Đâu mất lòng, mất thời gian em quá chị. Nha. Thôi, bye bye. Có tiền thì tìm em trả lại cho chị. Nha. Anh coi đi, rồi tự động anh sẽ hiểu. Anh ơi! Khốn nạn! Tôi không ngờ cô là người độc ác như vậy đó. Đã mê bài bạc, còn đánh con tôi nữa. Cút! Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Em xin lỗi, em chỉ lỡ thôi. Đi! Anh em lần này đi anh! Đi! Anh nghe lời người ngoài, anh đánh còn đuổi tôi đi nữa. Được. Mấy người sẽ phải hối hận. Chào tất cả mọi người, mình là Khánh Vũ. Xin chào, mình là Dương Yến Nhi. Và mình là Đình Trường. Các bạn nhớ ủng hộ tụi mình bằng cách like và subscribe cho kênh Người Vận Chuyển. Và các bạn đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video clip mới nhé. Hãy chắc chắn rằng các bạn sẽ nhấn vào nó để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của tụi mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.